nên là gọi ra thử. Thì khi mà ra thì có một cái màn thầu nhỏ nhỏ như thế này nè, và hai xiên thịt nướng. Một cái combo như vậy là 35k. Tốt Mèo xin chào cả nhà. Hôm nay Mèo sẽ dẫn cả nhà đi phố ẩm thực Phan Xích Long nha. Rồi mình sẽ cùng đi dạo một vòng phố ẩm thực Phan Xích Long nha cả nhà. Đây à, ở chính giữa là khu vực bàn ghế để ngồi ăn, còn hai bên sẽ là những gian hàng buôn bán. Xôi đi em đó. Lẩu xôi. Còn đây là một bữa rau. Còn đây là nó mua cái sợ đi chị ơi, khoảng 25.000 thôi ạ. Dạ ơi, mấy anh này mặc cái bộ đồ đang rất hot trend hiện tại. Đây là ốc, ốc chảo, bánh tráng, mì tiền, kem, tôi tưởng. À bên đây là nước uống. Còn bên đây là gì ta? Trứng gà nướng, nem dừa sụn. Cây cao dừa nha em ơi. Cây cao dừa trái cây tô đi ạ. Chè. Cây cao dừa trái cây tô thật đắt không đắt đi ạ. Mực bò, mực bò, mực khô, sushi. Mẹ, đồ nướng đi anh chị. Để bên đây nó mới có gì nữa không? Sushi. Còn bên đây là đồ nướng. Chiên que nướng. Đã đủ đủ. Là tay lóc xoáy. Bánh bao thịt nướng lông cổ. Chút nữa mày tăng thử quán đất. À, cần quay này thì chưa mở. Chả khô bò. Đây là nước uống. Bánh tôm. Bánh tôm, à bánh tôm bánh cá. Còn đây là bánh xiên ba bánh. À bánh bao thịt nướng. Thêm phô mai kéo sợi, thêm phô mai vàng. Cho em combo 1 đi, hai xiên một bánh đi. Nhưng mà cho em thêm phô mai kéo sợi với lại phô mai vàng luôn. Chị ngồi đâu? Chị ngồi đây em. Mình ngồi bên đó đi ha. Ok chị. Cho chị một cái khoai tây lóc xoắn với lại một cái trà chanh tươi. Cho cái là chanh đào đi cô. Rồi để cô xíu nha. Nghe cô nói sắp nhổ cô. Ồ cái phố ẩm thực này mình sẽ mở tới khi nào em? Dạ tới 28 hoặc 29. 28 hoặc 29 Tết là nghỉ. Qua Tết rồi bán tiếp. À qua Tết rồi bán tiếp là cái này mình sẽ hoạt động xuyên suốt luôn hả? Dạ đúng rồi. Ủa? Chị ơi, với loại kem khoai tây còn đâu? Ăn tương cà hay tương ớt chị? Tương ớt. Xanh xanh, đây là cái xiên khoai tây lóc xoắn của Mèo đây mọi người.
xiên này thì 20k, tính ra là giá khá là rẻ. Tại vì mấy lần trước mèo ăn thường, mèo ăn thay thấu sánh thì sẽ giá là 35k trở lên, mà nay có 20k, khá rẻ. Đang ăn thử cái ngon. Nó hơi mềm một xíu nhưng mà vị vẫn rất là ngon nha. Có phủ một lớp phô mai bên ngoài chấm với lại mayonnaise và tương ớt. Ở đến tiền không em? Đến tiền. Rồi, mèo có gọi một cái phần là bánh bao thịt nướng Mông Cổ cả nhà. Tên nó hơi lạ nên là gọi ra thử, thì khi mà ra thì có một cái màn thầu nhỏ nhỏ như thế này nè và hai xiên thịt nướng. Một cái combo như vậy là 35k. Như 35 là tại vì mèo có gọi thêm phô mai nữa. Còn nếu như mà mọi người cả nhà không thích ăn phô mai lắm thì giá của nó sẽ như là 30k hay sao á. Đi kèm là một chén nước chấm. Đây là lần đầu tiên mèo ăn món này nên là mình sẽ thử coi nó như thế nào. Đây là mèo có gọi thêm một miếng phô mai. Có hai loại phô mai nhưng mà hết một loại phô mai cái sợi và một loại phô mai vàng, nhưng mà hết phô mai cái sợi rồi. Nên là mình sẽ ăn thịt nướng Mông Cổ với lại phô mai vàng và bánh bạc. Sẽ chấm với cái nước sốt này. Cái thịt nướng này nó rất là ngọt ngọt, nó cay, thơm nhẹ, dễ ăn lắm mọi người. Ăn với bánh bao đúng đúng chuẩn luôn á. Giờ sao ta? Hay là mình kẹp vô thử? Cái nước sốt này chấm rất ngon luôn. Mình sẽ chấm một xíu bánh bao cho cái nước sốt này. Nó mặn mặn, chua chua. Mặn mặn, chua chua, cay cay, thơm. Thơm nhẹ nhẹ nhưng mà không biết là thơm mùi gì. Mình sẽ ăn vậy ha. Rất là ngon mọi người. Cả nhà có thể tới đây và thử món này. Tại đây là lần đầu tiên mèo ăn kiểu này nhưng mà thấy rất là ngon. Đây là bánh tráng tóp mỡ da dọc, 30k một hộp nha cả nhà. Cả nhà muốn mèo dẫn cả nhà đi đâu tiếp theo để lại comment bên dưới cho mèo biết nha. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và xem hết video clip của mèo. Nếu thích video clip này hãy để lại cho mèo một like và một đăng ký kênh để mèo có thật nhiều động lực tiếp tục chia sẻ những hành trình trải nghiệm ẩm thực đến mọi người nữa nha. Bây giờ xin chào và see ya.